Ok, chào em. Vâng, em chào anh. Là hôm nay thì ban truyền thông của nhà trường là cũng đang trong cái quá trình là mình phỏng vấn lại các bạn cựu sinh viên. Vâng. Thì nay có trao đổi trước với Trang thì anh em mình có một cái cuộc gặp như thế này. Vâng. Thì đầu tiên để cho các bạn học viên mới biết thì em thể giới thiệu đôi nét về bản thân này. Vâng. Mình tốt nghiệp khóa bao nhiêu và hiện tại đang công tác tại doanh nghiệp nào. Vâng. Em chào anh, chào các bạn. Em là Nguyễn Trường Giang, cựu sinh viên khóa CV08, niên khóa 2010-2013. Thì hiện tại thì em đang làm nhân viên kỹ thuật của phòng truyền thông trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn. Thì cái thời điểm mà anh cũng được biết là em cũng đã chuyển một số đơn vị rồi. Vâng. Thì những cái đơn vị mà em đã từng trải qua thì em đang làm, tức là trong cái suốt cái chuỗi mà mình chuyển việc như thế thì cái vị trí của mình là mình làm chủ yếu về web hay là về lĩnh vực như thế nào? Nói chung là chủ yếu thì em vẫn đi theo con đường code là chính, code web là chính. Thì có một thời gian em cũng chuyển sang một số cái mảng khác như marketing hoặc là sale, thì cảm thấy nó không phù hợp thì mình lại quay lại về code. Ok. Thế theo em thì cái tố chất hoặc là cái điều kiện cần như thế nào khi mình để duy trì cái đam mê code của mình? Thật ra thì code thì nó có nhiều cái nó khá là thú vị, thì chủ yếu là mình đam mê, thứ nhất là đam mê đã. Điều đầu tiên là đam mê, thứ hai nữa là cái làm code này thì tất nhiên là nói thì đúng ra thì về kinh tế của về lương của code thì lúc nào nó cũng là khá là cao so với thị trường mặt bằng, thì chính vì thế mà em sẽ chọn theo con đường code đến bây giờ. Thế thì cái lúc mà khi mà em mới tốt nghiệp ấy thì lúc ấy thì khi mà mình đi xin việc ở doanh nghiệp ấy thì cái kiến thức của mình khi em đi phỏng vấn ấy thì lúc ấy thì doanh nghiệp đánh giá như thế nào? Thực ra thì cái kiến thức khi mà em đi phỏng vấn ấy thì thực ra thì lúc mà vào doanh nghiệp thì em lại được cái lợi thế là em được thực tập trước ở đấy. Sau khi thực tập thì họ chẳng yêu cầu gì cả, cao cả, chỉ cần biết được kiến thức lập trình căn bản, cần nắm chắc được một lập trình căn bản là từ đó họ sẽ dạy cho mình thêm những kiến thức về công việc chính. Chứ không cần là mình phải yêu cầu là em phải sản phẩm hay là phải yêu cầu em phải có tư duy như này, họ chỉ cần em cần có cái kiến thức lập trình căn bản là được. Anh cũng được biết là bởi vì là cái thế hệ của Giang là đợt đấy là khi mà anh chị cũng về tư vấn. Vâng. Thì với em đánh giá như thế nào về đúng cái thời điểm mà lúc em mới bắt đầu, là cái thời điểm cách đây khoảng rất là lâu rồi đấy, vâng, mấy năm rồi, thì em đánh giá là về cái mục tiêu mình đặt ra? Thật ra thì cái lúc em còn đang đi học ấy, với cái năm cuối thì cũng rất là lo, tại vì cứ lo là không biết mình học thế này thì ra trường tìm việc như thế nào. Nhưng mà chắc là cũng do em may mắn là em sẽ được giới thiệu vào một công ty chuyên về làm lập trình hoặc là về công nghệ thông tin, thì ở đấy có được em được hướng dẫn, thế nên là nó khá là dễ dàng đối với em. Rồi cũng thứ hai nữa là mình cũng cố gắng một tí thì lúc ấy thì sẽ đạt được kết quả mình mong muốn. Tất cả phải cố gắng đúng không? Vâng. Thì em bây giờ tốt nghiệp rồi, nhìn lại thì chặng đường mình đã đi qua ở nhà trường. Vâng. Thì em có góp ý hoặc có đánh giá gì nào về trong cái chương trình đào tạo của mình không? Nói chung là ở trường thì ở trường mình dạy thì em thấy rất là ok. Tại vì thứ nhất là em không biết là ở đâu dạy ở đâu, nhưng mà ở trường mình vừa học vừa được thực hành luôn. Rất là tốt cho em khi ra đi làm việc. Tại vì hầu hết các môi trường công nghệ thông tin thì yêu cầu là phải làm được việc. Chứ họ không cần là mình phải học có kiến thức sâu về cái này cái kia, nhưng mà ít nhất mình phải làm được công việc gì đấy. Thì lúc ấy họ sẽ có thể đào tạo thêm, thì bồi dưỡng thêm mình, chứ cũng họ cũng yêu cầu cao lắm. Thì em thấy là cái hệ thống đào tạo của trường mình rất là chuẩn, rất là ok. Thì em là cái kỹ năng gì còn thiếu đối với cả sinh viên mà khi vừa tốt nghiệp ấy, đấy như thời điểm giống em ngày trước ấy, mà cái doanh nghiệp thường phải đào tạo cho em, bây giờ sinh viên trong quá trình này các bạn cần phải bổ sung cái kỹ năng gì? Thực ra kỹ năng thì em nghĩ là khi học thì không thiếu rồi, nhưng mà về cái thực chiến, nghĩa là làm dự án thực tế, nghĩa là em phải đi làm và theo ý của khách hàng, hoặc là làm một dự án chạy thực tế để ra sản phẩm, thì cái đấy chắc chắn là mình sẽ thiếu. Vì hầu như cái project mà mình được bảo vệ thì nó không đúng là một sản phẩm thực, nhưng mà nó sẽ không phải là để đi kinh doanh. Khi mà mình để kinh doanh thì nó sẽ yêu cầu cao và cao hơn nữa. Cái đấy chắc chắn là cái bọn em thiếu. Ok. Thì bắt đầu từ trong năm nay là anh cũng đang bắt đầu cùng với cả hội sinh viên của nhà trường ấy. Đã.
bắt đầu là tạo là những cái góc học tập ấy. Tức là cứ mỗi cuối tuần như hôm nay thế này là những bạn nào mà khóa trên có kiến thức chắc về một mảng ví dụ HTML hay là CSS chẳng hạn để share trên cho những bạn phía sau hoặc là những bạn chưa có kiến thức. Trong cái thời gian tới nếu mà em dành thì cũng mong muốn là em có thể là hỗ trợ đối với hội sinh viên là mình có thể mỗi chút thời gian là tháng khoảng 1-2 buổi chẳng hạn mình về mình trình bày một vài cái chủ đề nào đấy đối với cho hội để các bạn ấy có thêm những kiến thức. Bởi vì bây giờ anh cũng thấy là các bạn thường thường là sẽ đi theo 2-3 hướng thôi. Ví dụ như cái hướng đông thì các bạn vẫn đi theo về web, còn một phần thì đi về ứng dụng. Còn lại những bạn nào ví dụ như code mình cảm thấy là hơi yếu chẳng hạn thì các bạn chuyển sang kiểm thử. Đấy thì đây là cũng chủ yếu là cho anh ba cái mảng đấy thôi. Trong thời gian tới nếu mà tổ chức được thì hy vọng là em có thể về chia sẻ đối với các bạn sinh viên khóa sau. Đấy. Hôm nay cũng rất cảm ơn em là cũng dành một chút thời gian cho ban truyền thông và cũng thay mặt cho nhà trường là xin chúc Giang cùng cả gia đình luôn mạnh khỏe và công việc và gặp nhiều may mắn. Dạ vâng, rất là nhiều. Cảm ơn anh.